Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày chủ nhật cuối tuần, thời tiết có sự khác biệt giữa các vùng miền trên cả nước. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng cục bộ, thì tại các tỉnh phía Nam lại có mưa rào và dông ở trên diện rộng. Cụ thể, miền Bắc sẽ đón ngày chủ nhật với thời tiết nắng ráo, trưa và chiều nắng mạnh. Nền nhiệt ngày nhiều nơi ở Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng 34 và thậm chí là ở Sơn La, Hòa Bình, lác đác vài nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao trên 35, cận mức 36 độ. Thời tiết oi bức về trưa và chiều. Và các tỉnh thành miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Định trời ít mưa, có nắng mạnh từ sớm. Nền nhiệt ngày tiếp tục cao trong khoảng 33 đến 35 độ. Một số điểm ở khu vực phía Tây có nhiệt độ trên ngưỡng 35 độ. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong đó, khu vực các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và hầu khắp các tỉnh Nam Bộ đều là những vùng có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70, thậm chí là xấp xỉ 100mm. Khu vực Kon Tum, Gia Lai cũng như các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận lượng nhỏ hơn, phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày ở Nam Bộ khá thấp, phổ biến ở dưới ngưỡng 33 độ. Ở khu vực Tây Nguyên nhiệt độ cũng chỉ từ 29 đến 32 độ. Còn tại Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận mưa dông về chiều, ngày trời vẫn có nắng, vì thế nhiệt độ ở mức cao từ 33 cho tới 34 độ. Trên biển, dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Riêng khu vực phía Đông chiều và tối nay có gió mạnh cấp 5, có lúc là cấp 6. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 28 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!